Vâng, và em Chiến không để các bác chờ lâu thì tiếp tục, đó là cặp L100 Canterbury Thánh Hàng canh vàng và chép vàng nha các bác. Cặp này về chung với cặp L100 Canterbury chéo nha. Đây là phía trên của cặp loa. Cặp loa giá là 36.500.000. Cặp này vẫn giá cũ nha các bác, không lên nha, chỉ có con chéo là lên thôi. 36.500.000 là đã bao gồm phí ship nha các bác. Bác nói chuyện khoản đủ thì em bớt vài trăm, cọc tiền thì cọc 10% trở lên nha. Đó là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ và lựa chọn và chốt sản phẩm nào thì em Chiến gửi tận nhà cho các bác. Hãy mời các bác xem cái nắp trước đây, nắp rất đẹp nha. L100 Canterbury chéo sở hữu 3 đường tiếng thánh hà, bát, trung, mic, full của Wanico, phù hợp các bác chơi dòng âm ly Lukman, Aquafine. Nếu Aquafine thì các bác đánh với dòng Aquafine đời mới nha. Lukman thì lựa chọn là 80V, 309V vân vân. Những dòng âm ly đèn cổ. Đây mời các bác xem, nó là chép vàng nha, chép mèo vàng. Đây, chép Anico, các bác thấy màn chép này rất là đẹp luôn nha. Đấy, mượt mà chưa? Và mic này. Nhị nha, nó sử dụng đây là hai cái tinh tĩnh mic và chép nha, một lỗ thông hơi phía trước, bass 30 đấy, rất là đẹp nha các bác. Cặp này là 135 136 135 136, xin lỗi các bác, 315 316 nha. Cặp L100 Canterbury thẳng 315 316, đẹp xuất sắc luôn nha các bác, 36.500.000. Đấy, sau đây mời các bác xem thùng vách cũng như những video quay loa khác. Một, chỉ có một cặp trong đợt này thôi nha các bác. Đây là thùng vách này nó. Vô lạng này các bác, rất là đẹp. Dòng này các bác có đèn chơi cũng rất hay nha. Con đèn tiếng rất là tề. Hay là con kiếm 80V, 309V. 309V thì em cũng có các bác, 27.500.000. Rồi, đây là phía sau. Phía sau nó cũng sơ trạm loa như con cặp chéo thôi các bác. Chủ yếu là vuông thành xét cạnh cho các bác. Vừa sở hữu vừa sưu tầm, ngắm. Còn cặp những cặp L100 Canterbury này nó ra đời hơn một năm 197 mấy các bác, 72, 74 gì vậy. Và cặp thẳng thì nó ra trước, tới cặp chéo nha các bác. Chứ không phải cặp chéo ra trước đâu. Cặp này nó cổ hơn, nó hiếm hơn, thì nó đắt hơn con chéo ra sale. Con chéo ra sale thì nó sinh năng, nó sử dụng không sử dụng chép này nữa, nó sử dụng chép từ 500. Còn đây là chép Anico. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.